Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một game mục nha. Đây là game Ewin. Đây là một game rất hot đấy anh em ạ. Mình hôm nay chơi tài xỉu đổi thưởng nha. Vốn mình hôm nay 40 triệu ấy. Số vốn rất to. Mình nghĩ là con game này rất nhiều anh em chơi rồi. Nhưng mà nó chỉ có 15 giây thôi anh em. 15 giây điểm ngược. Người chơi thì cũng gọi là người thật 100% thành đang khá là ít đấy. Nhưng mà chơi gì như vậy thôi anh em ạ. Anh em nghĩ là khi chơi anh em cần yếu tố gì quan trọng nhất? Chắc chắn phải hên rồi đúng không? Bởi khi anh em đã đéo hên ấy, đéo có cơ hội gì thắng nó luôn ấy. Đó sự thật rồi anh em ạ. Đừng có bao giờ anh em nghĩ rằng là anh em luôn thắng nó cả, bởi luôn thắng điều đó và xảy ra. Chơi thì phải có lúc thắng lúc thua, nhưng mà chơi thì anh em phải giữ bình tĩnh nữa. Chứ ví dụ anh em chơi mà đéo giữ bình tĩnh thì chắc chắn trước sau thì anh em chả thua. Anh em không thua gì, nhưng mà anh em đã thua cái gì anh em biết không? Đó anh em thua cái đó là mất bình tĩnh rồi. Cái giữ bình tĩnh nè. Chơi thì sẽ có lúc thắng lúc thua chứ, không phải khi đéo là thắng ở đâu anh em, đúng không? Cầu thì mình đoán đại thôi chứ mình đéo biết đoán cầu như thế nào đâu. Quan trọng nhất là phải hên thôi anh em ạ. Nhiều lúc anh em cứ nói rằng là đoán hay như thế nào, nhưng mà anh em mình nói thật với anh em là đã đéo hên rồi đấy. Thì đoán thế đéo đâu, đéo thế thằng nồi nó đâu. Đấy này, giống như mình tự nhiên mình vào đánh đôi đôi, hai ván đều về đôi luôn. Ván thứ ba luôn là đẹp. Khó lắm, ván thứ ba về nó khó lắm. Nhưng mà không gì là không thể anh em ơi, không gì là không thể đâu. Đó, về tiếp này thôi, việc đéo phải đánh cái này nữa, đánh một lần 5 mê thôi nha. Mục tiêu mình là lên 6 mê. Mình chỉ ăn 50% số vốn của mình thôi anh em ạ. Không cần ăn nhiều anh em ạ. Bởi chơi ấy thì hầu như ai muốn ăn to, ăn bự. Anh em công nhận đó đó. Nhưng mà anh em thấy hầu như người chơi đều có kết cục là gì anh em ơi? Đó là thua. Mà anh em đánh theo kiểu là cứ tâm tham tham kiểu đó ấy, trước sau thì anh em chả thua. Em công nhận được đó không? Nên chơi gì như vậy nha, cứ bình tĩnh như mình nha. Đừng có vội vàng. Nghe anh em. Đây này, ván này trúng tiếp thì ngon này. Không vội vàng anh em ơi, bởi game thì còn đó. Em phải nhớ rằng là game thì còn đó. Quan trọng là vốn anh em còn có để mà chơi với nó không thôi. Chứ anh em đừng có bao giờ sợ mất cơ hội. Rất nhiều anh em cứ nói rằng là ván này mình không đặt thì ván sau ván này mình đặt cái là trúng rồi. Nhưng mà anh em đều biết rằng là lỡ mà anh em đặt thì nó đéo trúng hay sao. Và anh em đéo trúng thì nó sẽ đến một chuỗi domino đéo trúng hay sao. Cái đó không thể biết được anh em ạ. Cũng giống như chơi hên xui thì anh em đéo thì biết được điều đéo gì được cả. Anh em đoán ấy chỉ gọi là đoán đại thôi. Nếu trúng thì ok anh em ngon. Nhưng mà trong được đéo trúng ok anh em thua. Đấy, đơn giản, cuộc chơi nó đơn giản như vậy thôi anh em. Nhưng mà hầu như các bạn đều không chấp nhận điều đó. Mà hầu như anh em là ví dụ mới anh em đoán ấy, lúc anh em đoán nha, khi trúng thì anh em bắt đầu nói là ui giả biết đường ván nó mình đặt là mình ngon rồi. Nhưng mà khi không đặt ấy, khi không đặt anh em ơi, khi không đặt ấy là khi không đặt nhưng mà không trúng ấy, thì các bạn nói là ui may ván đó mình chưa đặt, đặt là mình không trúng rồi. Đấy, nhưng mà thường những lúc cái vế sau là khi anh em không đặt mà không trúng, anh em không nhớ nhiều, mà anh em chỉ nhớ những lần đó là những lần anh em không đặt nhưng mà trúng. Chứ những lần anh em không đặt nhưng mà không trúng ấy thì anh em thường là sau đó anh em quên ngay. Đấy anh em thấy không, hên không? Hên chứ lúc này mình thấy cầu này cầu 2-1-2-1 anh em này, đáng là mình lên 60 mê nghĩ. Nhưng mà hầu như các bạn đều gặp trường hợp đó là khi hên ấy là anh em cứ cố gắng ăn non và chốt non nhất có thể. Nhưng mà khi xui ấy thì thường anh em nạp vào và muốn gỡ lại bằng được. Điều đó không nên anh em ơi. Không nên là cứ bình tĩnh thôi. Ăn thì ai chả muốn ăn. Nhưng có phải ai ăn được nó đâu anh em đúng không? Quan trọng cứ giữ bình tĩnh thôi anh em ạ. Không vội vàng đâu. Vội vàng ăn thì đéo được nó được đúng không? Cuộc chơi mà anh em ơi. Nhưng ván này thua điều rất bình thường thôi. Ván này mình đoán chơi xỉu nha. Còn nó về nữa hay không mình đéo biết. Nếu mà thua hai ván liên tục thì anh em biết rồi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Cuộc chơi mà. Ai chẳng muốn ăn. Mình muốn ăn chứ. Má nó 66. 66 kìa. Đen thế. Thôi bán đánh vài bán đéo trúng là thì tôi nghĩ. Má nó đen một chuỗi luôn anh em ạ. Đây này. Má toàn đen một cái là vào đánh con game đéo này nó lại đôi nó lại ra nha. Đéo hiểu vì sao nha anh em. Chặn đi. Đéo đánh đôi nữa. Đấy. Mày đánh chặn đấy anh em. Chứ vào đánh đôi là thua rồi. Đó lẹ tiếp này. Chặn tiếp nha anh em ơi. Mình đánh ván chặn lẹ một ván như vậy anh em. Nó trúng thì ngon thôi. Trong đéo trúng thì chịu thôi anh em, game mà biết thế đéo trước được. Nhưng mà nếu trúng thì ngon. Đó anh em thấy không. Đấy lúc này giờ mình đánh chặn lẹ nó toàn trúng không ấy. Ui rồi ván này thua rồi, thua thì mình sẽ đánh đôi. Đôi này thì nó xác suất về rất thấp thôi. Nhưng mà nó nhân 6 lần anh em ạ. Đấy nhân 6 lần này, 65 mê lại rồi anh em ơi. Ngon không ngon chứ. Không nên đánh này đâu nha. Bởi vì con game này mà đánh quá nhiều ấy thì rất dễ bị thua anh em ạ. Rất dễ bị thua.
Thành ra mình phải đánh một cách cẩn thận nhất có thể thôi anh em ạ. Cẩn thận nhất có thể thôi anh em ơi. Nha. Cứ bình tĩnh thôi. Cầu này cầu 321 anh em này. Mình ở quên quên. Ván này xịu chứ. Ván này mình đoán cầu 321 anh em ơi. Còn nó về hay không thì mình thật sự mà nói mình đéo thể biết được anh em ạ. Không thể biết được. Mình đoán cầu 321 đấy anh em. 321 thì nó về 3 xịu tiếp. Đúng không? Đó là mình đoán. Còn nó về hay không thì đẹp bá kìa. Bần đầu tiên trúng mà tự nhiên mình đổi lại kìa anh em ơi. Tiếc thế. Quá tiếc luôn đấy anh em ạ. Năm mê lần này đi. Đánh hai lên lúc xem sao nào. Thôi đéo đánh đâu. Đánh lỡ mai thua cái hay sao đúng không? Chơi này dễ. Dễ toang lắm anh em ơi. Đấy, thắng này, ngon. Thắng là ngon rồi anh em ơi. Thắng là ngon rồi, trường hợp sợ thua thôi chứ. Thắng là ngon rồi. Cứ bình tĩnh nha anh em ơi, cầu này cầu 2-1-2-1 rồi. Có nó về hay không thì mình đéo biết được. Nhưng mà mình đang đoán cầu 2-1-2-1. Còn trường hợp nó về hay không thì đương nhiên mở ra mới biết được như thế nào được anh em ạ. Chứ thật sự mà nó chưa mở ra thì mình đéo biết cái điều đéo gì đâu anh em. Cuộc chơi mà anh em ơi, ăn thì gọi là mừng, ngon thôi, gãy thôi. Nhưng mà đéo ăn rồi thôi chịu. Chơi mà anh em ơi, đúng không? Đó, thắng tiếp này. Đó anh em thấy không? Khi nào thua 2 ván đến 3 ván liên tục ấy thì 2 hoặc 3 ván liên tục thì mình mới bắt đầu nghĩ. Bởi mình đang hên mà, việc đéo gì mình đang hên tính nghĩ. Thường thường là anh em đang hên ấy là anh em thường nghĩ. Nhưng mà khi đang xui ấy là em cứ cố gắng đánh đánh nữa đánh mãi đến khi thua hết mới thôi. Hầu như anh em đều gặp phải trường hợp đó nha. Hầu như anh em gặp phải trường hợp đó nha. Nhưng mà một cái điều này mình cần lưu ý anh em nữa là khi quả x2 ấy, ví dụ số vốn này anh em đang có 4 mê đúng không, mà anh em quả x2 là 8 mê đi, thì lúc đấy này anh em chỉ cần lên một cái mà đến sau anh em đánh một ván nữa mà nếu không trắng này thì anh em tốt nhất nên nghĩ đi. Bởi vì nó khi quả x2 ấy, là anh em giống như có con bot thì nó thể báo đến cái máy chủ của nó, thì lúc đấy anh em dễ bị soi lắm anh em ạ. Đó là kinh nghiệm đánh của mình thôi, còn anh em có thể tham khảo thôi. Đó anh em thấy không, gần lên nó đéo cho lên thôi, thôi nghĩ hôm nay như vậy là được rồi anh em ạ, đéo nên tham nữa. Thắng 30 mê là quá là ngon rồi. Bởi đầu tiên mình chỉ ăn 20 mê thôi mà. Nghĩ anh em ơi. Thôi, video này mình tụng nha. Bye bye anh em.